Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, bài học ngày hôm nay là bài 8 động từ thì quá khứ, hiện, khứ cách. Con xin thay mặt đại chúng đông đúc thành kính cung thỉnh Ngài Tự Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy nha, Nam mô Tham Mai nha, Nam mô Sang Khải nha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Nhật Đẳng cùng chư tôn đức, thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai, chúng ta học giáo trình phản ứng Pali, học tới bài số 8, động từ quá khứ. Cái thì quá khứ nó có 3 cách, tức là động từ hiện khứ cách Achatani, tức là quá khứ qua trong ngày hôm nay. Hiyatani gọi là quá khứ cách, là quá khứ của ngày hôm qua. Và Parokha tức là bất định khứ cách, tức là quá khứ nói chung chung, nghĩa là không có xác định, không khá xác định thời gian hôm nay hay là hôm qua, gần hay xa. Thông thường thì nói đến động từ quá khứ thì người ta dùng hiện khứ cách Achatani. Còn trường hợp đặc biệt ở trong cổ văn xưa đó thì mới nói đến Hiyatani và Parokha. Vì do đó trong cái giáo trình này thì chúng ta học thì quá khứ là chúng ta chỉ nói đến hiện khứ cách thôi. Ở trong giáo trình của trường Đại học Phật giáo Quốc tế Myanmar, giáo trình này thì được các ngài biên soạn đi vào là chúng ta chỉ đặt trọng tâm ở chỗ cách thức chia động từ, chỉ có chú thích một vài điểm văn phạm, một vài điểm nhấn về văn phạm, chứ không có giải thích nhiều. Chúng tôi cũng dựa theo đó để mà chúng tôi làm lại cái quyển này, tắt cái giáo trình này. Thấy cũng hay thưa quý vị. Hình thức viễn cưỡng ba ngôi của động từ hiện khứ cách đó, ngôi thứ ba số ít là ý, y số nhiều là in xuống ung, ngôi hai số ít là ô hoặc là ý, số nhiều là ít thá, còn ngôi thứ nhất số ít là in, số nhiều là im hát im ha. Hình thức động từ quá khứ hiện khứ cách còn có thêm một dạng nữa là thêm cái tiền trí tự ác. Thí dụ như thao quý kini akani đề xê xí
Adesisi, Karit, Akarit, v.v. Thêm chữ á. Hồi xưa đó, khi mà chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng học Bali ở Vạn Hạnh đó, thì chúng tôi hay đọc nguyên, thí dụ như Bà Chí ở Bà Chí, Bà Chung ở Bà Chung, Bà Chinh Sụ ở Bà Chinh Sụ, Bà Chô ở Bà Chô, Bà Chí ở Bà Chí, Bà Chích Tha ở Bà Chích Tha, Bà Chinh ở Bà Chinh, Bà Chìm Hạ, Bà Chìm Hạ, Bà Chìm Hạ, Bà Chìm Hạ. Cứ đọc như thế đó đó, thưa quý vị, riết nó cũng quen. Thành ra mình nhớ, nhớ được. Có nhiều cách học để cho nhớ. Nhưng mà cách học của cái lối xưa đó, bây giờ người ta chê, người ta chê cái cách học đó nó chậm. Nhưng mà chúng tôi thấy cách học đó nó chậm hay mau do cái trí của con người. Chứ còn cái cách học nào mà để giúp cho chúng ta nhớ nhiều và nhớ lâu đó, thì chúng ta chuộng cách đó. Chứ còn bây giờ mà chúng ta không có đẻ, rồi chúng ta chạy theo cái lối giáo khoa hiện đại đó, chúng tôi dạy ở trường, ở các trường này trường kia, cũng phải chạy theo cái hiện đại, giáo dục hiện đại cho họ. Nhưng mà chạy riết hồi thì đến trường tốt nghiệp ra trường không, không ai biết gì hết. Mình bảo họ học theo cái cách xưa thì họ lười biếng. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập chia động từ. Cũng như quý vị biết là trong cái giáo trình này thì động từ cơ bản nó có bốn dạng. Tận cùng ác như là thao quát, động từ cơ bản dạng A như ký na, động từ cơ bản tận cùng là E như là DC thuyết giảng, còn động từ cơ bản tận cùng là O như caro chẳng hạn. Thì đó là cách học tóm tắt đó thưa quý vị, chứ đúng ra đó là chúng ta học tới 7 nhóm động từ: đệ nhất ngữ căn, đệ nhị ngữ căn, đệ tam ngữ căn, đệ tứ ngữ căn, đệ ngũ ngữ căn, đệ lục ngữ căn, đệ thất ngữ căn. Rồi có khi trong cái bộ Mahakacchana, bộ văn phạm Kacchana, thì còn có thêm một là đệ bát ngữ căn nữa, với các cái động từ tướng. Nhưng mà chung quy gom lại thì nó chỉ có bốn dạng động từ cơ bản thôi. Động từ tướng kiểu nào đi nữa thì cũng là a E và O. Cho nên chúng ta học cái đó, chúng ta học cũng tóm tắt. Quý vị muốn nắm cho rõ thì xem lại sách văn phạm. Ở đây chúng tôi có cái quyển Bali Hàm Thụ, ở trong cái quyển đó văn phạm tương đối là đầy đủ. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta chia cái động từ cơ bản thao quát, có nghĩa là chạy. Ngôi thứ ba là thao quý, thao quý, thao quý là thao quý. Ngôi ba số ít, còn số nhiều là thao quý xúc, thao quý xúc vung, thao vung. Ngôi thứ hai số ít là thao quý, thao quý, thao quý, thao quý. Số nhiều là thao quyết thác, thao quyết thác. Ngôi thứ nhất
Tha huynh, tha huynh, tôi đã chạy số nhiều. Tha huynh ha, tha huynh ha, tha huynh ha, tha huynh ha, là chúng tôi đã chạy. Thế chúng ta xài động từ quá khứ, chúng ta dịch là đã, đã chạy. Thì động từ ngô chúng mấy thì chúng ta dịch theo ý nghĩa đó. Ngô thứ nhất thì tôi, chúng tôi. Ngô thứ hai là anh, các anh. Ngô thứ ba là nó, chúng nó. Cái này thì nhắc lại thôi chứ chúng ta đã học qua rồi. Bây giờ chúng ta chia động từ cơ bản kina. Kina có nghĩa là mua. Thực ra động từ cơ bản kina nó từ căn ki. Chúng ta đọc là gia đi gana, là cái nhóm về tứ ngữ căn. Chữ na động từ tướng của nó là trơn, n trơn chứ không có chấm. Nhưng có một số sách để chấm dưới, họ ghép vào làm đề ngũ ngữ căn, giống như suna tú. Suna tú là nghe đó, thì chữ na đó n có chấm dưới. Nhưng mà cái chuyện n có chấm hay không chấm thì cái đó cũng không quan trọng. Động từ của bản ký na chia thì quá khứ ngôi thứ ba số ít là kini, 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 là nó đã mua. Bốn chữ này chúng ta đều xài chữ nào cũng được, đều đồng nghĩa. Số nhiều ngôi thứ ba số ít, ngôi thứ ba số nhiều thì quá khứ thì kini số, kini số, kinh đúng rồi, kinh đúng là chúng nó đã mua hay là họ đã mua. Ngôi thứ hai kino, kino là anh mua, anh đã mua. Số nhiều kinitha là các anh đã mua. Ngôi thứ nhất số ít là kinning, kinning là tôi đã mua. Số nhiều là kinimha là chúng tôi đã mua. Chúng ta xài chữ nào cũng được, và chữ nào khi mà chúng ta dịch từ Việt sang Bali đó, là bài tập Việt sang Bali, chúng ta lấy cái chữ nào cho nó gọn, nó nhớ thì chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta phải học hết cả bốn dạng để chi vậy. Khi nào chúng ta đọc trong văn bản Pali mà chúng ta gặp những cái từ mà xưa Đức Phật dùng hay là các vị đã dùng ở trong kinh điển thì chúng ta biết mà chúng ta dịch. Bây giờ chúng ta chia cái động từ cơ bản DC có nghĩa là thuyết, thuyết giảng. Ngôi thứ ba số ít là DCC, DCC. Các vị sẽ thắc mắc là tại sao thao quá là thao quý, thao quý, thao quý, thao quý, còn này đề xì xì, đề xì xì. Thì thưa quý vị, cái hình thức vị ngữ á, a đó, thì tận cùng á hay a nó sẽ bị bỏ rơi trước chữ ý, vị ngữ quá khứ. Nhưng mà vì động từ cơ bản DC tận cùng là E nên nó không có bỏ chữ E đứng trước vị ngữ ý, nên nó xen vào cái chữ S, chữ sắc để thành DCC, DCC. Ở chỗ này nếu mà chúng ta nói
nó đã thuyết thì nghe kỳ quá. Bởi vì chữ thuyết hay là thuyết giảng đó, thì trong trường hợp chúng ta phải xài hơi trân trọng chút xíu. Vị ấy đã thuyết. Đề xê sung là đề xê sung. Với động từ cơ bản đề xê không có xài cái dạng in xúc, mà xài chữ ung thôi. Thành ra đề xê sung. Đề xê sung là các vị ấy đã thuyết. Ngôi thứ hai, đề xê xí là đề xê xí, là ngài đã thuyết. Hay là các vị đã thuyết, hay là vị, hay là ngài hay sư hay là cái gì đó đã thuyết. Xuân diệu đề xê xí thác, đề xê xí thác, tức là các ngài đã thuyết. Người thứ nhất, đề xê sinh, đề xê sinh là ta đã thuyết hay là tôi đã thuyết. Số nhiều là đề xê sinh sinh hà, đề xê sinh hà là chúng tôi đã thuyết. Bây giờ chúng ta chia động từ cơ bản là caro, có nghĩa là làm, từ cái căn cát. Ngôi thứ ba số ít là cari, 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 nó đã làm. Số nhiều cari su, cari su, karum, karum, là chúng nó đã làm. Người thứ hai số ít là karo, karo, kari, kari, là anh đã làm. Số nhiều karitha, karitha, là các anh đã làm. Người thứ nhất karin, karin, là tôi đã làm. Số nhiều karimha, 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 là chúng tôi đã làm. Chúng ta có một cái động từ bất quy tắc, chữ as, là có. Cái động từ bất quy tắc as nó xài cũng tương đương với động từ to be của chúng ta vậy. Thí dụ chúng ta nói I am, we are. Em hay chữ A là chia thân ngôi thứ nhất của động từ bất quy tắc của động từ to be. Thì bây giờ chúng ta có ngôi thứ ba là số ít là A sĩ, số nhiều là A sú. Nó là, chúng nó là. Ngôi thứ hai A sĩ, A sĩ thá, anh là, các anh là. A sinh, A sinh ha, tôi đã là, chúng tôi đã là. Thì cái phần chú thích đó, thì ở đây chúng ta có mấy vấn đề. Khi nãy ở trong bài là không có ghi nghĩa, ở đây thì chúng tôi chú thích, chúng tôi ghi nghĩa. Thao quý, nó đã chạy, kín ý, nó đã mua, đề xí xí, để đã thuyết, cà rí, nó đã làm, a xí, nó đã làm, vân vân. Còn số nhiều, thao quyên xúc, chúng nó đã chạy, kín yên xúc, chúng nó đã mua, đề xí xung, các vị ấy đã thuyết. Cà rí xúc, chúng đã làm, a sung chúng đã là, vân vân. Thì chúng ta chia ngôi thứ nhất lấy cái nghĩa đó, thì ngôi thứ hai, ngôi thứ ba thì chúng ta tùy trường hợp mà chúng ta dịch.
Ở đây chúng ta học thêm cái phân từ gọi là ma. Ma có nghĩa là đừng, đừng nên, chớ có. Phân từ này đứng trước một động từ có nghĩa là khuyên nhân. Thí dụ cho tôi nói ma agacchati, ma agacchi là đừng đi, chớ có đi. Ma karohi, đừng làm, chớ có làm. Thì đó là bài học về ngữ pháp của chúng ta hôm nay chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bài tập thì hôm nay chúng ta chịu khó làm hơi dài một chút xíu, 12 câu. Dần dần thì các bài tập của chúng ta về sau này cũng nhiều câu lắm thưa quý vị, và văn phạm càng phức tạp chứ không phải là đơn giản như những bài đầu. Bây giờ thì chúng ta khỏi cần đọc bài tập chút xíu, Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm. Trong cái bài đọc thêm hôm nay đó thì dần dần chúng ta sẽ học hết các cái bài kinh, nhưng mà chúng tôi lại muốn trích ra những cái bài kinh trích đoạn, những không phải là trích đoạn mà là học thứ lớp. Thí dụ như hôm nay học cái bài kinh Fastovada Santhepa, là giao giới kinh này. Giao giới tấp tắc ở trong cái bài kinh giáo giới, thường thường chúng ta gặp như chữ ô ca xá. Chữ ô ca xá, một cái bất biến từ, khi chúng ta khởi đầu một bài chúng ta ô ca xá thì có nghĩa là nói lên cái sự kính cẩn. Thưa, chữ okasa chúng ta xài chữ dạ thưa cũng được, nhưng mà thường thường cái chữ này để vậy khi mà tụng thì chúng ta đọc bố okasa yo panathama nu thammap patipanno viharati sami patipanno nu thammacari so tathaka tang sakkaro thikkaro karo thimane thipuje thi paramaya pujaya patipatti pujaya. Thì chúng ta đọc okasa vậy, nhưng mà khi chúng ta dịch ra thì chúng ta không có dịch. Đoạn thứ hai đó, ở trong bài kinh này, Sapapa Pasa Karnang Kusalasu Ubasambada Satchita Pariyodapanang. Chữ Pariyodapanang đó chúng ta
dính liền với nhau. Pariyodapanam, etam etam buddhasana buddhana sasanam. Ở trong quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Sao mà sư Thùy Tri tỉnh cầm mít quậy, cầm mít quậy nè. Sư Thùy Tri có nghe rõ không? Ở đây trong bài này đó, chữ vô là một đại từ, phím chỉ đại danh từ số ít ai, chứ không phải là những ai nha. Ở trong cái bản dịch, không biết về bản dịch sự tùy trì lý ở đâu, ai, vị nào, đúng ra ở đây ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn Mahaparinibbana Sutta thì Đức Phật ngài dạy vô khô ananda phikkhuva phikkhuniva upasakova upasikava, vị tỳ kheo nào hoặc là vị tỳ kheo ni nào, hoặc cận sự nam nào, cận sự nữ nào, thì do đó chữ vô trong này chúng ta phải hiểu là vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo ni, hoặc là cận sự nam, cận sự nữ, chỉ có tắt là vô thôi. Cái chữ panna là một bất biến từ, nó có nhiều nghĩa ở đây, nhưng mà chúng ta không cần phải dịch, không cần phải dịch. Chữ panna khi chúng ta nói vấn đề gì đó thì chúng ta nói tiếp cái đoạn panna. Nhưng mà thí dụ như khi mà Đức Phật ngài sắp niết bàn thì có các vị chư thiên đến cúng dường bông hoa, và các cái người ở trong hoàng thân Ma Lát đi đến cúng dường bông hoa, cúng dường lễ phẩm đến dân đến Đức Phật, cúng dường lần chót đó. Đức Phật ngài nói với các vị tỳ kheo, cái sự cúng dường đó cũng có phước nhân, mà vị tỳ kheo nào, tỳ kheo ni nào, hay cận sự nam, cận sự nữ nào, ai sống thực hành theo pháp vân vân, thì chữ nhân đó trong trường hợp này là sai gì? Cái từ mà khó dịch nhất gọi là thamma nu thamma Patipano. Chữ viharati có nghĩa là sống. Cái nghĩa trắng nó là cư ngụ, trú ngụ. Nhưng mà ở đây chữ Patipano viharati có nghĩa là Patipano viharati có nghĩa là sống thực hành, sống thực hành, sống thực hành pháp tuần tự
Chữ Anuttama ở đây có nghĩa là tuần tự, thứ lớp. Còn cái chữ Dhamma ở đầu á có nghĩa là pháp. Pháp ở đây là gồm có giới định tuệ vân vân, hay 37 bồ đề phần, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ dĩ túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chi, bát chánh đạo. Cái chữ Patipanno ở đây có nghĩa là cái sự thành. Còn chữ Viharati có nghĩa là sống thôi, sống hành pháp tuần tự, thực hành chân chánh. Samiki Patipanno Anuthamachari là thuận theo pháp, hành thuận theo pháp. Cái chữ chari có nghĩa là cái sự thực hành. Hay là người thực hành. Ở đây là vị ngữ của cái chữ vô. Vô là chủ ngữ của câu, chủ từ của câu. Và chữ Viharati là động từ hay là thuật từ của chữ vô. Dhammanuttamappatipanno là một cái vị ngữ, Samichipatipanno là một vị ngữ thứ hai, Anuttamachari là vị ngữ thứ ba. Người mà sống thực hành pháp tuần tự, thực hành chân chánh và hành theo pháp. Chỉ số nó là một biểu thị đại danh từ. Hễ ở trước chúng ta nói ai, vô, thì ở sau phải xô nghệ. Thí dụ như cái câu ai thấy pháp, người đó thấy ta. Vô thâm bằng bát sát tí, xô bằng bát sát tí. Hễ có vô phải xô. Thì chữ sô trong trường hợp này là chỉ cho vô bên nó thầm ba núi thầm bắp bát tinh ba núi hai đập bí tập thai và tăng là Đức Như Lai. Như Lai là chỉ cho Đức Phật, Đức Phật là tượng sinh Như Lai. Người bậc đã đi đến đây cũng như thế ấy, như chư Phật ở trong quá khứ vậy. Ở đây chúng ta có hai, chúng ta có ba cái động từ sakkaroti, garukaroti, manekipucheti. Chúng ta muốn dịch sao cũng được, nhưng mà ở đây sakkaroti là kính trọng. Garuparoti là tôn trọng. Maneti là ngưỡng mộ. Pujeti là cúng dường. Người mà sống thực hành theo pháp, người ấy là người kính trọng, tôn trọng, ngưỡng mộ, cúng dường Như Lai bằng Parabhayabhujaya, bằng sự cúng dường cao thượng, bằng sự cúng dường cao thượng là Patipattibhujaya, là sự cúng dường hành pháp, sự cúng dường hành pháp.
chúng ta sẽ hỏi rằng Paramayapujaya là gì, thế nào là cúng dường cao thượng, thì câu trả lời là Patipatipujaya. Nó có hai trường hợp: cúng dường Amisa Pujaya là cúng dường về vật chất, hay là Sakkara Pujaya là cúng dường bằng lễ phẩm. Còn ở đây chúng ta cúng dường Đức Như Lai bằng cái sự hành theo giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật nói nè, cái sự cúng dường Như Lai bằng cái sự thực hành theo giáo pháp đó, thì đó là cúng dường cao thượng. Rồi cái đoạn thứ hai trong cái bài kinh này là một bài kệ mà chúng ta đã thường được nghe. Sapapa passa akarnang, akarnang ở đây đó là chữ nát và chữ karna. Karna là một danh động từ, có nghĩa là cái sự làm. Akarna, akarnang tức là sự không làm. Và khi chúng ta xài một cái danh động từ thì túc từ của danh động từ phải là chỉ điện cách. Cho nên sapapa passa ayasa là chỉ điện cách. Nếu mà chúng ta xài động từ đó thì chúng ta nói sapapa 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 pani sapapa pani na karoti là không làm mọi điều ác. Nhưng khi mà chúng ta chuyển nakaroti trở thành akarnang thì chúng ta phải, thay vì xài đối cách, chúng ta xài chỉ điện cách sapapassa. Cũng vậy, khi chúng ta xài cái chữ upasamada là một danh động từ, có nghĩa là upasampacchati. Upasampacchati là sự thành tựu. Hay là viên mãn. Mà ở đây dịch theo cái nghĩa bóng là sự quân tu. Chế chữ Upasambada đó là chúng ta gọi là cụ túc. Thì Upasambada là cụ túc giới, nên tôi xài chữ cụ túc giới. Thì kusalasa upasambada tức là thành tựu các việc lành, thành tựu việc lành, thành tựu hạnh lành. Cái chữ pariyodapanang có nghĩa là cái sự thanh lọc, làm cho thanh tịnh. Sacchitta, sacchitta ở đây tức là sakkang chittang, sakka chittang. Sacchitta là nội tâm. Etang, đó là ba điều trên đó. Puthanasasanam, cái chỗ này chúng ta phải biết ở trong bài kệ đúng đây là chữ sasana. Sasana tức là lời dạy hay là giáo lý. Chữ sasati, sasati ở đây nữa là dạy, dạy dỗ. Cái chữ sasati, chữ sasati ở đây nó từ cái căn sát, mà khi mà chúng ta biến thành danh tử là chữ sát thú. Sát thú là sát tha đó, sát tha đều và nước sa năng tức là bậc đạo sư, tức là cái người dạy, cái người chỉ dạy, cái người giáo hóa là sát tha, là bậc đạo sư.
Thì chúng ta trở lại cái chữ sasanang có nghĩa là giáo lý. Cho nên khi chúng ta nói Phật giáo là Buddha sasanang, Buddha sasanang tức là Phật giáo. Cơ bản là chúng ta để Phật giáo, Phật giáo nguyên thủy hay Phật giáo năm tông vân vân, Phật giáo bất tông, thì giữ Phật giáo là Buddha sasanang. Ở trong câu này đó, tại sao có cái chữ Buddhana sasanang ở đây thưa quý vị? Đúng ra nếu mà chúng ta kéo dài ra, móc ra đó, thì nó là Buddhana sasanang. E tăng sasanang đó là giáo lý, đó là lời dạy. Buddhana là của chư Phật. Nhưng mà tại vì cái chữ biết cái hi tá tức là chữ mát, chữ m chấm, chữ ăn á, khi mà nó đứng trước một cái phụ âm, muốn ghép vô phụ âm thì nó được bỏ đi. Cho nên thay vì nói Buddha năng sa sa năng thì chúng ta nói Buddha sa sa năng, là đó là lời dạy của chư Phật. Và cái chữ đầu á, gọi là e tăng Buddha sana sana năng, Buddha nasa sana năng. Nhưng mà vì để cho dễ đọc cho nên trong cái luật hợp âm đó, chữ nikahita nó đứng trước một cái phụ âm pát âm môi đó, thì nó biến thành chữ amo luôn. Tức là chữ ăn nó thành chữ pát, thành ra e tăng Buddha sana Buddha nasa sana năng, đó là lời chư Phật dạy, hay là lời dạy của chư Phật. Đó là lời dạy chư Phật, lời dạy của chư Phật. Và chúng ta xài năm chữ là lời chư Phật dạy. Không làm tất cả ác, quân tu những hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời chư Phật dạy. Thì cũng có nghĩa đó thưa quý vị. Thì bây giờ khi mà chúng ta đọc thì chúng ta là okasayo panathamma nu thamma patipanno viharati sami chi patipanno anuthamma chari so tathagatam sakkaro tikaru karo ti mane ti poche ti parma ya pucha ya patipati pucha ya sapapapa sa akarnang kusalasu upasampada sakitta priyodapanang etam putthana sasanang. Chúng ta đọc gì? Cái đó là chúng ta tụng. Đây là bài kinh tụng mà ở chùa chúng tôi mỗi ngày là chư tăng đều tụng cái bài này. Bài dài lắm, xin vì tới 16 bài kệ lên. Đó là chưa kể cái phần sau. 16 bài kệ đầu là nói về pháp. Đây là cái bài mà Đức Phật ngài thuyết ở trong cái giáo giới, trong cái dịp lễ hội rậm duyên mà ta bu cha. Rồi bây giờ thì phần thời gian còn lại xin cung thỉnh thượng tọa giác đẳng cùng với chư tăng hướng dẫn cho các Phật tử đọc đoạn kinh Bali này với chỉnh sửa bài tập cho họ làm bài tập. Xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng cầm mic. Nam mô Phật Thầy nhà. Sa thú kính riêng thượng tọa thị sư. Bạch thượng tọa thị sư, trước khi thượng tọa đi nghỉ đó, muốn hỏi thượng tọa là ở trong cái bài dịch có hai câu cuối đó có dùng cái chữ ma. Ma là lời khuyên ngăn là đừng, nhưng mà động từ thì là thời quá khứ. Quá khứ là cái gì đã xảy ra rồi. Như vậy là ý của cái câu này thượng tọa muốn dịch là thế nào, thượng tọa có thể cho biết không? Thí dụ cái chuyện đã rồi mà mình khuyên
đã đừng có cái ý nào mà thí dụ như một người họ dịch tiếng bên trên tiếng Việt mà tại sao cái chuyện xảy ra rồi mà mình cố ý khuyên họ đừng nữa thì xin, thì tôi có nghĩ trả lời cho biết ý của thượng tọa. Kính bạch thưa tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì ở đây cũng không phải là lỗi, ở đây cũng là lỗi của chúng tôi, là chúng tôi cứ bê nguyên văn bài tập ở trong cái giáo trình của trường đại học Theravada, đại học Phật giáo Theravada của Myanmar, Miến Điện đem ra để làm bài tập thôi. Cho nên chúng tôi cũng sơ ý cái điều này. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng đúng là trường hợp mà thượng tọa có ý kiến là đã là quá khứ thì cái chuyện xảy ra rồi thì làm sao mình khuyên, khuyên được. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ đó, thì nó có hai trường hợp. Nếu mà người đó chưa đến ở đây đó, chưa đến hoặc là chưa làm cái việc này mà bây giờ mình khuyên họ là đừng làm, thì mình có thể xài thì vì là. Còn nếu như mà họ đang ở hoặc là họ đang làm thì chúng ta xài thì hiện tại, mình khuyên là chẳng đứng nó lại, chẳng đứng nó lại. Còn nếu mà họ xài thì quá khứ thì chúng ta cũng vẫn có thể cái ngữ cảnh đó xài được, là một người họ đã đến ở đây lâu rồi, họ đã đến ở rồi, họ đã làm vậy rồi. Nhưng mà chúng ta khuyên họ là đừng sống ở đây nữa, đừng làm như vậy nữa, thì vẫn là thì quá khứ được thôi. Thật ra nếu mà xài chữ nữa đó, thì chúng ta phải xài cái chữ chữ bốn nát. Thí dụ như nói nà bú đi quăng, nà bú đi quăng. Chữ bú đi quăng là chữ bú ná với chữ e quăng. Nà bú đi quăng Krít Sa Mát. Nà bú đi quăng là không làm như vậy nữa. Thì chúng ta xài thì quá khứ cũng được, quá khứ hiện tại vị lai cũng được đã. Nhưng mà tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta xài. Chúng ta thêm thắt một cái gì đó, cái ý nghĩa gì đó. Các anh đừng tâm hê ma ý thác và thác, các anh đừng sống ở đây nữa. Ma tê y quăng kỳ định xúc, các anh đừng làm như vậy nữa. Chúng ta xài cái từ tiếng Việt mà chúng ta dịch làm sao để người ta hiểu, có nghĩa là cái chuyện đó đã xảy ra rồi, bây giờ mình khuyên họ là đừng có tái diễn. Thì về cái ý đó, nhưng mà rồi chắc có lẽ là từ chúng tôi đã soạn nhiều bài, nhưng mà bắt đầu kể từ bài 13 trở đi đó, là chúng tôi sẽ kiểm lại cái bài tập của các vị mà đã viết, để cho mà chúng tôi thấy nó chưa có hợp lý lắm thì chúng tôi sẽ sửa lại. Chúng tôi sẽ sửa lại, thượng tọa giáo đẳng yên tâm sửa lại.
để cho nó trên đó phù hợp. Còn bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sau khi kết trình thưa tiểu sư, thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước qua phần bài tập. Chúng tôi không biết là chúng tôi có lầm lẫn hay không, nhưng mà có một số chữ mà ở trong bài tập này đó là hình như là quý vị chưa có học thì phải. Chúng tôi có tìm lại mà chúng tôi chưa có tìm ra được, thì tới đâu chúng ta làm tới đó. Bây giờ đầu tiên là chúng ta cái chữ A-han là nhân sinh đại danh từ. Dạ, quý vị xem coi ngồi thứ mấy và số ít hay nhiều. A-han. A-han. Dạ, ngồi thứ nhất. Dạ, số ít là tôi. Dạ phải, tôi ngồi thứ nhất. Tát-tha. Tát-tha. Tát-him tát-ra. Tatra tatha. Tatha là ở đó, là bên T. T, nói từ người Huế là T đó. Dạ, ở đó, ở đó. Ở đó hay là ở đấy. Cô Huyền Ngọc phải chừng chữ ở đấy chứ ở đây. Họ biết chung mấy giờ thôi, chúng ta nói ở đó cho nó bảo đảm ở đó. Dạ, A-hăng. Wasim. Wasim là thời quá khứ của Wasati. Wasati là gì thưa quý vị? Wasati là quá xa tí là sống, tôi đã sống ở đây. Dạ, tôi đã sống ở đây. Câu số 2. Tê kát đa tát tra gạt chinh súc. Tê kát đa tát tra gạt chinh súc. Tê, tê là nhân sinh đại danh từ. Số ít hay số nhiều, thứ mấy thưa quý vị? Dạ, và thứ ba, số nhiều là họ hay là những người ấy, những vị ấy, những vị ấy. Cái chữ cá đa, không biết quý vị, không biết những bài khác có chưa? Chữ cá đa, cá đa, quý vị có thấy chữ cá đa không? Dạ, khi nào, cá đa là khi nào? Khi nào Gachati. Gachati là động từ gì thưa quý vị? Gachati. Gachati là Gachinsu là thời động từ, có nghĩa là đi. Dạ, yeah. Họ đã đi khi nào? Tata. Họ đã đi đến đó khi nào? Họ đã đi đến đó khi nào? Hoặc là chúng ta nói theo gọn hình được. Họ đến đó khi nào? Họ đến đó. Họ đi đến đó khi nào? Dạ, không phải là họ ở đây. Họ xin lỗi quý vị. Họ đã đến đây khi nào? Dạ, họ đi đến đây khi nào? Tất cả là họ đến đó. Họ đã đi đến đây khi nào? Câu thứ ba, thưa quý vị.
Yada tuang tatu agate, tada mayang akha ahimsa asimha. Thì bây giờ yada, yada là gì thưa quý vị hả? Yada, yada. Chữ này quý vị có học chưa ha? Yada, yada. Dạ chắc là chưa. Yada là when, là khi nào, giống như anh chồng tiếng Anh mà when. Yada là dạ. Ở đây chúng ta có hai câu nó giống như là đối xứng với nhau. Dạ, giống như trong cái phần biện ngữ chúng ta vậy đó. Yada là khi nào, tada là lúc đó. Dạ. Yada tuan. Toán là nhân xưng đại danh từ, số ít hay số nhiều. Toán, ngồi thứ mấy quý vị? Toán, toán, toán. Và có vị là nhớ không? Toán là bạn. Và dịch đà toán, ta tô, ta tô. Ta tô là từ đó. Do đó, từ đó, từ đấy, do đó, dạ. Khi nào bạn đến đây từ đó, khi nào bạn đã đến từ đó, Agachi là đã đến, dạ, đã đến, đã tới, khi nào bạn đã đến từ đó, Tada, thời, thì. Chữ Yada và Tada này nó đi chung với nhau. Dạ. Yeah. Giống như anh chúng ta nói when rồi đấy. Then. When. Then. Dạ. Yeah. Yeah. Tada là thời Ma Văn chúng tôi. Atra. Atra. Atra là giống như Isha. Atra là ở đây. Dạ. Yeah. Ahim. Asimha. Asimha quý vị có nhớ là động từ đó. À, xin hò. Là có. Thì chúng tôi ở đây. Thì thưa quý vị, thật ra đó, ở trong cái giáo trình này, Thượng tọa Thừa Sư dựa vào cái giáo trình của Đại học Yangon, đó, Đại học Theravada University ở bên Burma đó, nó có một vài điểm mà chúng tôi thấy nó hơi có vấn đề. Mà ở đây chúng tôi chỉ nói với quý vị thôi. Thứ nhất đó, là chúng tôi không hiểu sao mà soạn một cái giáo trình mà dạy động từ bất quy tắc trước mà sớm như vậy. Thật ra thì hồi chúng tôi đi học mà, thì động từ bất quy tắc là soạn sao. Thì nếu mà động từ mà bất quy tắc mà đưa vào giáo trình như vậy, quý vị sẽ lộn xộn lắm. Nhưng mà rất tiếc là ở trong giáo trình này là để cái động từ bất quy tắc đi trước. Chứ thực tế là khi mình học tiếng Phạn đến cái bất quy tắc là mình học xong hết rồi. Mình học xong hết cái quy tắc rồi, mình mới không có bất quy tắc. Và thứ hai nữa đó là ở trong giáo trình này, chúng tôi nghĩ rằng nó có một cái gì đó mà người ta dạy cái căn động từ. Và căn động từ như là chữ this hay là chữ car hay là chữ ask chẳng hạn, ask. Mấy căn động từ này là một cái lớp học mà học sau này chúng tôi học, cái giáo trình học tới trung cấp mới học. Tại vì khi mà quý vị tra từ vựng Bali đó, và quý vị không thể tra trong từ điển tra cái căn. Nó phải có động từ riêng là động từ căn. Còn bình thường á, một người học bình thường á, thì chúng ta nên học cái động từ bằng cái ngôi ngôi thứ ba số ít. Ví dụ như quý vị tra từ điển không bao giờ có cái chữ DC hết, mà ở trong từ điển là DC tí. Và hay là caro tí. Và caro tí, DC tí. Chứ không có ai mà mình mới vào học mà đọc là DC học động từ căn hết. Chúng tôi thấy cũng hơi làm lạ là cái giáo trình này mới học mà một là học động từ căn, hai là động từ bất quy tắc. Cái bất quy tắc là chúng ta học quy tắc xong rồi chúng ta mới học bất quy tắc. Thì tôi phải nhận là cái giáo trình này rất là khó nhớ, rất là khó nhớ và khó tra cho quý vị chịu khó. Dạ. Chúng ta trở lại bài học đi. Chúng ta trở lại bài làm đi thưa quý vị.
nào bạn đến từ đó thì chúng tôi đã ở đây. Dạ. Khi nào bạn đến từ đó chúng tôi đã ở đây. Chắc thì tội tiểu sư còn cái thỉnh sư huynh soạn lại cái giáo trình này mà mới vô mà các vị để động từ căn hay là động từ bất quy tắc, chắc là mình sư huynh quan nghĩ cho soạn lại cho quý Phật tử dễ nhớ chút xíu. Dạ. Tumhe kada chiditha. Tumhe thưa quý vị, tumhe là những sinh viên danh từ số ít hay số nhiều, các anh và đúng rồi. Toan tumhe, toan là số ít, tumhe là số nhiều. Toan tumhe, kada, kada, kada là, kada là, kada là khi nào? Khi nào, kada là khi nào? Chinitha là đã chiến thắng, bạn đã thắng khi nào? Bạn đã thắng khi nào? Các anh khi nào chiến thắng? Chắc trong tiếng Việt Nam mình nói là các anh chiến thắng khi nào thì nó dễ thành cái câu hỏi hơn. Các anh đã thắng khi nào? Các anh đã thắng khi nào? Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 5 thì mát dăng ít đa ni kinim ha, mát dăng ít đa ni kinim ha, mát dăng là chúng tôi, ít đa ni Ida, chữ Ida, kỷ niệm ha là đã mua rồi. Chữ Ida thì quý vị có học chưa ha? Chữ Ida, chúng tôi đã mua ở đây. Ida đi. Dạ, từ chữ Ida. Ida cũng là ở đây. Ida. Dạ, chúng tôi đã mua ở đây. Chúng tôi xin lỗi quý vị là có một vài chữ trong bài tập này hình như là các vị không có, mình không có ghi vào trong giáo trình đó. Dạ, chúng tôi đã mua ở đây. Ida đi. Yato ahang achanim tato avadin. Chữ yato là từ đâu, ahang là tôi, và từ đâu tôi. Chanati. Chanati là Achanim là thời quá khứ của Chanati. Chanati là, Chanati là gì thưa quý vị? Chanati. Để quý vị đã nhớ Chanati không? Chanati là hiểu. Yato ahang Achanim hiểu. Tato là từ đó. Tato Avadin. Từ chữ Vatati là nói. Cái chữ Vatati mình có học không hả? Quý vị có học không? Vatati là nói. Vatati. Là tôi. Để hiểu tới đâu thì tôi đã nói tới đó. Thật ra ít có ai nói tôi đã hiểu tới đâu thì tôi nói tới đó lắm. Mà chúng ta chỉ dịch một cái đơn giản là tôi hiểu tới đâu thì tôi nói tới đó. Phải không? Tại vì
Ví dụ khi mình kể lại, nhưng mà trong tiếng Việt Nam mình đó, mình không có ai dùng cái chữ đã. Tại vì cái chuyện kể đó, ô ngày hôm qua tôi gặp các vị nhìn hỏi chúng tôi về computer, mà tôi hiểu tới đâu thì tôi nói tới đó thôi. Ở trong tiếng Việt Nam mình có một cái mặt ức, một ức là mình có xài thời quá khứ. Nhưng mà nếu chúng ta dịch chữ quá khứ, tôi đã hiểu tới đâu thì tôi đã nói tới đó, thì nghe nó hơi nghe nó hơi lụm thụm hơn. Dạ. Thì câu này chúng ta tạm dịch là tôi hiểu tới đâu thì tôi nói tới đó. Nhưng mà tôi đã hiểu tới đâu thì tôi đã nói tới đó. Dạ. Tôi đã nói những gì tôi hiểu. Bây giờ chúng ta qua câu số 7 thưa quý vị. Tê ta hình đê xê xung. Chữ tê là ngôi thứ mấy thưa quý vị? Tê, số ít hay số nhiều? Tê, họ. Dạ vâng, tê là họ. Đê xê xung chữ tí. Đê xê tí. Đê xê tí là đê xê tí là thuyết, để xử lý là thuyết, và những vị ấy thuyết, ta him là ở đấy, và những vị ấy đã thuyết ở đó, và những vị đó đã thuyết ở đó. Ahang tada icha asim. Ahang tada. Ahang là. Ahang là. Là tôi. Dạ. Tada. Dạ tada. Chữ tada này mình học chưa ha? Chữ tada. Và khi ấy rồi thì, hay là rồi thì khi ấy, ta đa. Ý thá là ở đây. Và A-xin là tôi đã. Tôi đã có mặt ở đây, tôi hiện hữu ở đây, tôi là ở đây. Cái chữ động từ Athi nó có nhiều chữ lắm. Athi nó có nhiều nghĩa, nó tùy theo cái ngữ cảnh. Dạ. Yeah. Nhiều thì nhiều cái ngữ cảnh. Ví dụ như một người mà họ nghĩ về quá khứ, biết là tôi đã ở đây, tôi đã ở đó, tôi đã hiện hữu ở đây, tôi hiện hữu ở đó. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta qua câu số 9. Jadi evansia. Hang ita agacchayami. Ahang ita. Agacchayami. Jadi. Jadi là gì ha? Jadi. Là nếu. Evang. Evang là
Bi quan là như vậy, dạ, Ê Văn là như vậy, dạ. Si ya, si la ya là gì thưa quý vị? Si ya. Mình mình không biết là quý vị có học chữ này chưa nữa đó. Quý vị chờ chúng tôi coi một chút nha. Chưa. Chứ tôi không thấy trong bài học mình có chữ này. Và cái chữ này đó nếu mà chắc quý vị chờ chút xíu. Ở đây chúng tôi không chắc nha quý vị nha. Ở đây chúng tôi không chắc chữ này, nhưng mà nếu mà chúng ta viết cái chữ chữ này gì đó, chúng ta viết chữ này chữ siya, dạ, cho quý vị chờ chúng tôi một chút, dạ, chữ siya, nếu chúng ta chữ siya, chữ si mà dài đó, có nghĩa là câu hỏi hay là tập hợp, dạ. Và khi đã tập hợp như vậy thì tôi đến đây, dạ, tôi có thể đến đây, hay là tôi nên đến đây. Còn cái chữ Sia, chúng tôi không rõ chữ Sia, dạ, chúng tôi không biết chữ này, đấy chúng tôi sẽ hỏi lời thượng tọa tổ sư về chữ này. Câu đó quý vị quan hỷ, câu số 9 quý vị quan hỷ để dấu hỏi nha, dạ, đừng có. Câu số 10 là Kadate Tatra Hanim Suk. Câu này cũng hơi kỳ. Hanati là giết, Hanim Suk là đã giết, Tatra là ở đó, Kada là khi nào. Rồi câu này thì chúng tôi không biết là họ đã giết ở đó khi nào, nghe nó kỳ lắm. Dạ, câu này nó kỳ. Quý vị quan thị, để còn đó chúng tôi sẽ hỏi lời thượng tọa tự siêu câu đó.
câu này thì chúng tôi hỏi Thượng Tọa Thiền Sư rồi, thì Thượng Tọa có nói là bài thứ ba đó là đừng, chớ, nhà mình khuyên đừng mà các anh đừng sống ở đây. Dạ, câu này đừng sống ở đây đi, mà nếu các anh đừng sống ở đây mà chúng ta chỉ Vasistha thì nghe cũng hơi kỳ. Dạ, Vasistha. Cũng có thể là mình dịch như vậy là các anh, để coi, trong tiếng Việt chúng ta nói các anh vốn không nên sống ở tại đây. Tức là mình nghe câu chuyện người nào đó ở đó đã ở rồi, nhưng mà mình khuyên là các anh vốn không nên sống ở đây. Tức là chuyện đã xảy ra rồi, nhưng mà phải chia các anh được sống ở đây, thí dụ như vậy đó. Chúng tôi cũng không chắc gì quý vị. Các anh vốn không nên sống ở đây. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị là cái bài tập này rất là kỳ, là những người mới học á, mà mấy vị họ cho những cái câu này, nó cái câu này nó phải có cái ngữ cảnh nào đó mới dịch được. Nếu mà đừng sống ở đây nữa thì cái chữ đừng sống, cái chữ sống không thể xài thì động từ quá khứ được. Dạ. Câu 12 cũng giống như vậy. Dạ, câu 12 giống như vậy. Dạ. Câu 12 tức là họ đã làm. Dạ, họ đã làm. Mà lại khuyên có câu là họ, chúng tôi tạm dịch là họ vốn không nên làm như vậy. Nếu mà họ đừng làm như vậy thì không thể từ quá khứ được. Chúng tôi, nếu mà chớ nên làm như vậy thì cái chớ nên làm tức là chuyện nó chưa làm. Thành ra mình không có nên, mình không thể dùng động từ quá khứ được. Thành ra chúng tôi mới nói là mình dịch là họ vốn không nên làm như vậy. Dạ, họ vốn không nên làm như vậy. Tức là một cái lời khuyên mà về chuyện đã xảy ra rồi, thí dụ vậy đó. Nhưng mà chúng tôi phải thưa rằng những người mà mới học tiếng Phạn mà họ cho cái sách mà dịch những câu này rất là phiền. Dạ, thì mình tạm vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ dịch sang câu tiếng, dạ, chúng ta dịch sang tiếng từ tiếng Việt tiếng Bali thì dễ hơn, thưa quý vị. Họ đã đi đến đó, họ đã đi đến đó, họ là, bây giờ chúng ta dịch là họ là T, đã đi là cách sa tí là đi, đã đi ngôi số 3, số nhiều, ngôi số 3 số nhiều là gắt chinh số. Giờ quý vị chờ chúng tôi chút nha. Gắt chinh số, chinh xuống. Họ đã đi đến đó, đến đó là tát thá, tát tu là từ đó, và tát thá là đến, là ở đó, tát thá hay là tát ra, tát him, dịch tát him cũng được. Tê tát tu, tê tê tát ra cái chinh xuống, hay là tê tắt thắt cái chân xuống, tê tắt hiên tắt chân xuống. Để quý vị chờ chút một chút. Tê tắt hiên tắt hiên tắt hiên cái chân xuống. Chúng tôi đến Bali hơi chậm, quý vị quan nghĩ. Rồi bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Chúng tôi đã sống ở đây. Chúng tôi là chữ Bali, quý vị nhớ, chúng tôi là Mạc Văn
Ma Dân, chúng tôi là Ma Dân đã sống, quá xa tí là sống, đã sống là và có vị nào đối giả đã sống, chúng tôi đã sống. Quá. Quá. Sim hả? Có sim, có sim hả? Rồi ở đây là y tha. Y tha hay là atra y tha. Dạ đúng rồi. Dạ, Ma Dân y tha u sim hả. Thì cảm ơn rất là nhiều. Hay là Itha Ma Dân Wisimha cũng được. Cô Vy Ngọc sửa lại cái chữ, cái động từ, dạ, Wisimha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta bước qua câu số, số 3 thưa quý vị. Các bạn đã đến đó khi nào? Các bạn đã đến đó khi nào? Các bạn đã đến đó khi nào? Các bạn. Các bạn đã đến đó khi nào? Các bạn đã đến đó khi nào? Tum hê đã đến. Đã đến Agacchati. Agacchati, nhưng mà khi mà mình nói là đã đến mà ngôi thứ hai số nhiều là ngôi thứ hai số nhiều đã đến. Ngôi số hai là Agacchita. 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 Yeah, Agacchita. Ngồi sẽ hãy xuống như Agacchita. Đến đó. Đến đó là Tatra Tatha Tahim. Thì Tum He Tatha Agacchita. Dạ quý vị chơi chúng tôi. Được cái gì chơi chúng tôi chụp nhé. Tum hê tạ hiếm á gạch kịch thạ. Tum hê tư mạng gạch kịch thạ. Dạ cũng được. Dạ. Có chữ kada thì quý vị đúng rồi. Kada là khi nào? Xin lỗi quý vị. Kada khi nào? Tum hê ta hiêm agachitha. Rồi bây giờ lúc nào bạn đến đó? Lúc nào bạn đến đó? Chúng ta lấy câu trên nhưng mà chúng ta đổi. Chúng ta đổi cái động từ thôi.
để đổi nhân sinh lại danh từ. Bạn là Toàn. Toàn Kada Toàn Tahim. Và có vị nào biết cho chúng tôi cái chữ mà đến, đã đến đó mà ngôi thứ hai số ít không? Kada Toàn Tahim. Agachi, đúng rồi, là ta dùng Agachi. Bạn đã đến đó khi nào? Con đang đến đó khi nào? Chúng tôi đã đến đó khi bạn ở đây. Chúng tôi đã đến đó khi bạn ở đây. Đó là câu thứ năm. Chúng tôi là mà dắn mà dắn tắt thác mà dắn tắt thác. Bây giờ mình viết theo tiếng Việt trước tiên rồi mình đổi là tiếng Pali cũng được. Mà dắn tắt thác. Mà dân tách thác. Gachati mà ngôi thứ nhất số nhiều là gì thưa quý vị? Gachim phát. Thật ra cái chữ đến ở đây chúng ta dịch là chữ Gachati chứ không ai Gachati. Đi đến. Thực ra thì chữ A có chữ Agachati là tới đây hay là đi đến đó. Và đi đến đó thì chúng ta dùng chữ Agachati. Gachimha. Mà dân tắc tha Gachimha. Khi bạn đã ở đây. Khi bạn đã ở đây. Tạc trá. Toán. Tạc trá toán. Atra. Asi. Mà dân tắc thác. Cái chim hát. Tada tuang atra asik là khi chúng tôi đến đó thì bạn đã ở đây. Làm sao bạn biết? Làm sao bạn biết? Chúng tôi đề nghị câu này mình sửa lại chút xíu để quý vị dễ dịch chút xíu nha. Dạ, làm sao bạn biết? Tại vì ở trong này
bạn đã biết bằng cách nào? Câu này thì nó dễ hơn, tại vì nếu để làm sao bạn biết á, thì chúng ta không biết chia theo thời được. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang học theo thời quá khứ. Ở đây chúng tôi đề nghị thôi. Dạ, bạn đã biết bằng cách nào? Chỉ làm sao đó là bằng cách nào? Bạn đã biết bằng cách nào? Bạn đã biết bằng cách nào? Cá thăng là how, là bằng cách nào? Cá thăng. Tuấn là bạn. Tuấn. Cá thăng tuấn. Chà nị. Cá thăng tuấn chà nị. Là bạn đã biết bằng cách nào? Cá thăng tuấn chà nị. Cảm ơn quý vị. Rồi, các anh đã mua ở đâu? Đã mua. Các anh đã mua ở đâu? Các anh là túm. Các anh là túm gì thưa quý vị? Túm hề. Túm hề. Ở đâu? Ở đâu? Dạ đà. Thật ra cái chữ ở đâu này, chữ gia đa này mình thấy nên để ở đầu thành cái câu hỏi thì dễ hơn. Gia đa tum hế, có bị đầu biết là chị đã mua. Đã mua cô hiền thực hiện. Chúng tôi nói quý vị đừng cười là cái chữ cô hiền gì đó viết giống người bắt gọi con trai là cu hiểm, cu hiểm, cu hình. Dạ, xin lỗi quý vị cho thêm dấu hỏi. Giờ đó tôi hề cu hiểm là ở trong tiếng Phạn không có dấu hỏi nha quý vị, nhưng mà có cái chữ đó sao chúng ta biết là dấu hỏi. Các bạn đã mua ở đâu? Cái này sao? Khi nào ông cài? Chứ tôi không biết đó là... Cái câu hỏi này chắc là câu hỏi thời quá khứ. Câu hỏi thời quá khứ. Cái khi nào ông cài thì câu hỏi về tương lai. Thì chúng tôi đề nghị quý vị nè, là mình nên sửa câu đề lại là ông đã cài khi nào? Ông đã cài khi nào? Ông đã cài khi nào? Thực ra thì trong tiếng Việt Nam đó là khi nào ông cài thì nó không có liên quan tới thời quá khứ. Và nó hỏi về tương lai thì đúng hơn. Và ông sẽ cài khi nào? Ví dụ mình thuê người ta cài đất. Nhưng mà một cái chuyện đó người ta nói tôi năm nay trồng lúa, hỏi ông đã cài khi nào? Tức là chuyện đã xảy ra rồi. Ông đã cài khi nào? Để chúng ta sửa lại một chút xíu. Ông đã cài khi nào? Cá sát tí là cài sới. Cá sát tí. Cá sĩ. Số. Cá đa cá sát tí. Chữ số này là ngôi thứ ba. Ở đây chúng ta nói là ông là ngôi thứ hai. Dạ. Yeah. Cái chữ ông này là không phải là mình đề cập ông A ông B đâu. Chứ ông này là chúng ta nói rằng mình gọi người đó gọi trực tiếp bằng ông. Thành ra ngôi thứ hai số ít. Yeah. Cách đó. Tuấn. Cách đó Tuấn. Cách sĩ.
khi tôi xúc chậm, cứ bây giờ chúng tôi một chút xíu. Okay. Khi tôi xúc chậm, khi tôi biết. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Chúng tôi đang gặp vấn đề trục trặc về bảo thoát. Quý biết là cái nick của chùa Pháp Luân đó, thì chúng tôi dùng internet của chùa nó hay bị gián đoạn lắm. Và còn cái mà chúng tôi đang nói vì đây là chúng tôi dùng cái phone, thành ra nó tương đối là nó ổn hơn. Khi tôi xúc chạm khế, tôi biết 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 khi tôi xúc chạm khi ấy tôi biết. Khi tôi xúc chạm. Câu này thì quý vị không có nói lên thời nào hết. Dạ. Yeah. Câu này thì không có nói được khi thời nào hết. Chúng tôi đề nghị là cái dịch như vậy thì quý vị dễ nghe hơn. Tôi đã biết khi xúc chạm. Tôi đã biết khi xúc chạm. Tôi là Ahaṃ. Tôi là Ahaṃ. Biết là gì thưa quý vị? Biết là... quý vị nào nhớ động từ biết không? Janati. Janati khi mà... tôi đã biết. Janati. Có vị nào chia động từ chanati là đã biết? Có vị nào chia dùng động từ chanati? Ngồi thứ nhất. Số ít. Chanim. Chanim. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không ha?
Dạ xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Chúng tôi đang gặp trục trặc kỹ thuật thưa quý vị. Cái internet của chùa nó hay bị gián đoạn lắm. Quý vị chờ chúng tôi connect qua một cái khác nhé. Cô Nhật Quỳnh đấy, cô Nhật Quỳnh, cái internet của Nhật Quỳnh có bị on off không cô? Cái internet này của chùa nó không có ổn định, thưa quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Thượng tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu mà Thượng tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời. Khi Thượng tọa nói xong, connect lên internet xong thì chúng ta sẽ tiếp tục bài tập. Không biết Thượng tọa Tuệ Quyền có ở trước máy không? Thì quý Phật tử có thấy Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Dạ, dạ thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hệ giúp dùm chút xíu Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bố Tha, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ, dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn sông suối. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được tự tri sư Nguyên Thông cùng sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý công nữ cùng sư Phật tử. Dạ, chắc có lẽ Tọa Giác Đẳng đã để có việc một chút xíu, chúng tôi xin có nói vài lời để cái thưa quý vị, cái việc mà học tiếng Bali á là một điều mà chúng ta cứ nghĩ rằng học như vậy là vô ích, có phải không? Nhưng kính thưa quý vị, đây là một cái nhân lành, nó quy duyên lành mà chúng ta tiếp cận, chúng ta hiểu được, dầu chúng ta không có được thông rằng như các sư đã học. Chúng tôi nói như các sư đã học hay là cái sư rành mạch như các vị tôn túc, nhưng quả thật một người chỉ đọc được nó cũng là sa thú lạc thải. Và chúng ta biết được, ví dụ như chữ Bút là Bút Thá là Phật, Tha Má là giáo pháp, Sang Khá là tăng già, bao nhiêu đó cũng là hữu duyên hữu phần vô cùng. Còn cái lý thứ hai nữa, chúng ta lại đi chúng ta dịch thí dụ như là Bố Thô Tham Măng Đê Xê Tí là Đức Phật Thích Pháp. Ví dụ như vậy, chúng ta chỉ nói bao nhiêu đó thôi, dịch được bao nhiêu đó thôi, mà chúng ta biết đây là chủ từ, đây là túc từ, đây là động từ, chia theo ngôi mấy, vân vân, sa thú lành thà. Mỗi câu một cái câu đơn thôi, chứ không có câu phức tạp, nó dài dòng. Nó chỉ có ở chủ từ, túc từ và động từ, ví dụ chẳng hạn như vậy. Và nó không có, và từ cái đó kính thưa quý vị, thì cái gì cũng vậy, nó
và nó sẽ dần dần nó sẽ được tốt đẹp. Hồi xưa thì ví dụ như tôi được dạy thì dĩ nhiên đặt bằng một cái từ tấm bé cũng như quý vị vậy nè, nhưng điều chúng tôi có cái thời gian của quý vị được dạy một cách xuyên suốt thì hôm nay nhìn thấy mới biết được, nhìn thấy là biết ngay, hay đọc cái là đọc rất là nhanh, đọc rất là lẹ, tại vì mình học mình đã là đã ôn luyện nhiều, thì chứ không phải là hay ho gì hết, chẳng qua là có cái duyên mình biết trước và cũng có cái duyên mình đọc học nhiều nó cái điều đó chia sẻ với quý vị như vậy. Nhiều khi á, kính thưa quý vị, chúng tôi thấy quý vị học đó, chúng tôi thấy rất là quan nghĩ, cũng thấy rất là thương, mình cũng thấy rất là đặc biệt. Tức là sao? Cứ nhai như vậy rồi không biết mình tính sao đây, mình sao đây. Nhưng phải nói rằng là nội chỉ một sự kiên trì, rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Nước kia từng giọt nhỏ hờn, bình kia tràn chảy đông ngàn hôm nay. Thì cũng vậy đó, về nghe Phật Pháp, về ngôn ngữ của Phật. Và quý vị biết cái chữ, cái tiếng Pali này là ngôn ngữ của Phạm Thiên, ngôn ngữ của Phạm Thiên hết. Cho nên vì vậy, cái này mà thành quả nấu luôn. Quý vị đọc một cái câu tiếng Phạm, câu tiếng Pali chư thần chư thiên, họ có thể nghe được. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình là người Việt, cho nên mốt mình chết hay là thân nhân quyến thuộc của mình nói tiếng Việt, mình khấn tiếng Việt, mình nói tiếng Việt họ mới nghe được. Kính thưa quý vị, nếu như họ có cái duyên á, cái phước á, cái tiếng ngôn ngữ Bali này nó có thể thấm thấu và xuyên suốt đó quý vị. Chúng tôi nói cho vị nghe luôn, nói chỉ cái câu mà coi như là ý đăng nô nha ti năng ô tú xuất kita hoàn tụ nhà tới vô công đức phước lành này, xin hướng tâm đến quyến thuộc. Khi mà là quyến thuộc của chúng ta, họ được nghe cái này họ biết chứ, tại sao mà họ mới biết ý đăng là cái gì, nô là cái gì, nha ti năng là quyến thuộc nè, công đức phước lành này hãy đến với quyến thuộc. Tức chỉ bao nhiêu đó, nhưng điều mà mình có thể mình đánh thức, mình nghe được, mình có thể tác động được. Chúng tôi muốn nói đến một cái cơn đức nó rất là cao lớn, chứ không chúng ta đừng có nghĩ là nó không có cái tác dụng đâu. Nó rất là cao cả, và cũng như quý vị, mai sau chúng ta hữu duyên phước lành, chúng ta sanh vào thời kỳ gặp Đức Phật làm sao? Mà chúng ta muốn có cái duyên lành thì chúng ta muốn gặp được Phật thì chúng ta phải tu tập theo Phật, tu giống Phật, sinh hoạt giống Phật và nói cái tiếng của Phật thì chúng ta mới được tốt đẹp chứ. Quý vị nghe chúng tôi nói không? Đó. Chứ còn nếu như chúng ta hoàn toàn chứ như chưa hề quen nhau thì kính thưa quý vị, cái lưới của Phật này bổ xuống đó, không có chúng ta dính hết trong đó. Quý vị nhớ như vậy nghe, cái lưới của Phật, cái Phật lịch là cái tự giác của chính Ngài, xem xét chúng sinh nào có những hữu phần hữu duyên nên với mình một chút xíu mà tự cũng như là ngó xuống chúng, Ngài chỉ quán về pháp giới hữu tình này, coi như trong đó không thấy mình. Tại sao không thấy mình? Bởi vì mình không có cái duyên. Mà cái duyên đó mình không có cái duyên, bởi tại sao không có duyên? Bởi mình không tạo duyên cho nó khởi sanh. Chúng ta không làm hê tú thì không có phát chi giác, chúng ta không làm năng thì làm sao mà có sở duyên nó khởi sanh được, hay chúng ta không làm nhân thì làm sao mà có quả được. Đó là cái sự thật, một cách thực tế, một cách chắc chắn là như vậy đó. Cho nên vì vậy, và khi nào thượng tọa trở lại thì thượng tọa báo để con biết, để con sẽ dừng lại để thượng tọa tiếp tục chương trình. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cho nên khi đó chúng ta thấy, chúng ta mới có cái duyên của Phật được chứ. Cho nên sự thật ra cái học tiếng Bali này, và tiếng Bali này, kính thưa quý vị, chính là ngôn ngữ của Phạm Thiên,
từ xa xưa cho tới hôm nay. Đó là một. Và cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ này chính là ngôn ngữ mà Đức Phật Ngài vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương. Và chính ngôn ngữ này là ngôn ngữ nếu ai học thì người đó sẽ phát sinh trí tuệ. Và đặc biệt muốn đắc tứ tuệ phân tích phải có, phải học qua ngôn ngữ. Dạ. Như con đã thấy thần tọa của đại là giống như thần tọa có mặt ở trước máy thì con kính con thỉnh thần tọa tiếp tục chương trình này. Dạ con kính thỉnh ngài. Nam mô Bổn Đại Giác. Dạ, quý sở hữu quý vị có nghe được chương trình đó không? Dạ vâng. À, thưa quý vị, thật ra thì chúng ta không còn nhiều thời giờ. Thật ra trước khi xin đề nghị là mình bỏ bớt mấy cái câu bài tập ở phía sau. Dạ, chúng ta chỉ xin góp thêm một vài cái ý về câu Phật Cung. Ở trong câu Phật Ngôn đó thì bài này có hai câu. Một câu là được trích từ Kinh Đại Bát Niết Bàn. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài đến cái vườn Hoa Sa La, đó là một công viên của Vua Sư Ma La. Và Ngài đã thấy Hoa Sa La nở để cúng dường Ngài. Mà lúc đó hoa sái mùa. Cái Hoa Sa La ở đây đó là Hoa Sa La của Lâm Tỳ Ni, Hoa Sa La của nơi Đức Phật Ngài Niết Bàn ở tại miền Trung Ấn, chứ không phải là cái Sa La mà chúng ta thấy thường. Ở đây chúng ta gọi là hoa hàm rồng hay là hoa cannon flower, cái trái nó tròn to thật to đó. Dạ, không phải Sa La đó. Dạ, cái Sa La mà ở nơi Đức Phật thì cái hoa giống như là cái hoa kỳ giá trị, cái dáng hương vị hoa tường chùm nhỏ nhỏ. Thì thưa quý vị, thì cái hoa mà Sa La giống như hàm rồng mà có trái nó lớn á, thì nở bốn mùa. Nhưng mà hoa Sa La nơi mà Đức Phật Ngài Niết Bàn thì chỉ nở có một mùa thôi. Và mùa đó là mùa cuối, cuối mùa hạ, tức là bước qua mùa dân y thì bắt đầu mới nở. Thật ra lúc đó Đức Phật mới là hoa Sa La nở sái mùa để cúng Phật. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng những ai mà hành trì thế giới Pháp là cúng dường Đức Phật bằng cách cao quý. Câu thì chúng ta đã nghe thì tôi tự xin giảng rồi. Riêng về câu tiếp theo là một câu kinh Pháp Cú. Mà câu kinh này, cái câu mà chúng ta thường nghe là không làm các việc ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh, tâm ý là lời dạy của chư Phật đó. Thì câu này lại là một cái câu mở đầu cho cái giới bụng. Khi mà Đức Phật Ngài thuyết giới, Ngài tụng giới cho chư tăng. Dạ. Thì trong câu đó có đề cập đến cương lĩnh của giáo pháp. Dạ, giáo pháp được nói một cái tổng quan như thế nào. Và rồi trong khi nói tổng quan đó thì Đức Phật Ngài dạy về đời sống tu tập, về cái giá trị của hoằng trường chánh pháp như thế nào. Đại khái là câu kinh này là câu kinh mở đầu. Và câu này cũng tìm ở một được trích trong cái phẩm gọi là Phẩm Phật Đà ở trong kinh Pháp Cú. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại một vài điểm rất là quan trọng, nhưng rất quan trọng khi mà người học đã phải để ý đó. Đó là Sappa Pabassa. Sappa Pabassa là tất cả điều ác. Dạ, tất cả điều ác. Akaranang là không làm, không làm tất cả điều ác. Ở trong cái câu chữ Hán ấy, là chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý. Thì người Việt Nam chúng ta thường dịch theo câu chữ Hán, chư ác mạn tác là không làm điều ác. Nhưng mà không làm điều ác này đó, nó không có cái điểm nhấn mà cái chữ tất cả. Đúng ra cái câu này là không làm tất cả điều ác. Dạ, không làm tất cả điều ác. Sappa là tất cả. Sappa pa passa akaranang là không làm tất cả điều ác. Nhưng mà việc lành đó thì không có nói cái chữ sappa. Tại vì việc lành nhiều việc lắm, sao mình làm cho hết. À, việc lành mình không thể làm cho hết được.
mình thể tránh tất cả điều ác nhưng mà mình không thể làm tất cả việc lành, thì cái chữ gọi là kusalasa và upasampada, kusalasa upasampada, và thì ở trong tiếng ở trong chữ Hán gọi là chúng thiện phụng hành. Cái chữ chúng thiện này là các thiện pháp thì cũng được, chữ chúng này chúng thiện giống như là chư ác vậy đó, cũng nói xứ nhiều, nhưng mà ở trong câu chữ Hán không có nhấn mạnh là không làm tất cả điều ác. Ở trong chữ Hán không có nhất thiết ác mạt tác, thế như chúng ta dịch là nhất thiết ác mạt tác, là không làm tất cả điều ác, thì trong chữ Hán không dùng chữ nhất thiết đó, mà chỉ dùng là chư ác mạt tác và chúng thiện phụng hành. Chữ upasampada đó, upasampada upasampati là một người chữ upasampada tức là làm cho thành tựu, dạ thành là thành tựu, ví dụ như mình thành tựu thiện pháp hay thành tựu pháp gì đó, upasampada. Sacitta pariyo, dạ sacitta pariyo, chữ sacitta là tâm của mình, dạ citta tâm, sacitta là tâm của chúng ta, tâm của mình. Ví dụ như mình không thể làm tốt cho tâm người khác được, nhưng mình có thể làm tốt tâm của mình. Dạ, dạ pariyo ở đây thì chữ pariya là thanh tịnh hóa, hay làm cho thanh tịnh, làm cho thanh tịnh. Nhưng mà cái chữ này trước khi nói quý vị là phải viết liền với nhau. Cái chữ thanh tịnh nó gồm chữ pariyo dappanang, pariyo dappanang là thanh tịnh hóa. Không biết tại sao ở đây viết rời với nhau, quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút nhé. Dạ, cái chữ này Mario Dapanang đó là một động từ. Dạ, nó là một động từ. Ở trong tức là thanh tịnh hóa, làm cho thanh tịnh, làm cho thanh tịnh tâm của chính mình. Dạ, làm thanh tịnh tâm của chính mình. Dạ. Trong chữ Hán dịch là tự tịnh kỳ ý. Dạ, tự tịnh kỳ ý. Nhưng mà chúng ta nói là tự tâm thanh tịnh. Dạ, thanh tịnh tự tâm. Dạ, thanh tịnh tự tâm. Dạ, thanh tịnh hóa tâm ý của mình. Pariyo Dapana. Dạ. Và cái câu sau là ê tăng. Đó, ê tăng. Dạ, Buddhana Sasana. Dạ, thì ở đâu đó là giáo pháp của chư Phật, hay là lời dạy của chư Phật, là cuốn ngôn của chư Phật. Đây không phải là lời dạy của một vị Phật, mà chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, bây giờ chư Phật ở đâu cũng dạy bao nhiêu thôi. Dạ, chư Phật. Câu này rất là quan trọng. Không làm tất cả ác, giờ thành tựu những hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời chư Phật dạy. Thế là chúng ta phải chúng ta nói là lời ấy, lời dạy chư Phật, hay là đó là giáo pháp của chư Phật, đó là giáo pháp của chư Phật cũng được, đó là huấn ngôn của chư Phật cũng được. Dạ. Ở bên Thái Lan thì họ dùng cái chữ Sasana. Sasana là giống như cái đạo, giống như Buddha Sasana là đạo Phật, hay là Buddha Buddha Sasana là giáo pháp của Đức Phật. Tại đó chữ ở đây chúng ta nói rằng đó là lời dạy của chư Phật. Câu này là một câu rất là quan trọng, người Phật tử phải hiểu, và phải hiểu cách rất là chính xác. Dạ, chúng tôi đọc lại là không làm tất cả ác, dạ, thành tựu những hạnh lành, và dạ, thanh tịnh hóa tâm ý, là lời dạy chư Phật, là lời dạy chư Phật, dạ, lời dạy của chư Phật. Hết giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Xin Thiên Chư Tôn Đức đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có lớp dạy tương ứng, kinh tương ứng của Thượng Tọa Thích Quyền. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con nhược hình xin thay mặt đại chúng gồm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các điều ác, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Và cảm ơn đạo tràng cho nhục mình biết được tín hiệu. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ, Từ Phụ của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha, kính tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bích Hát Thâm Má xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thà Giá, và cảm ơn Nguyên Sương.